gặp nhau phút đầu từ ánh mắt em đã trao nụ cười. Cái nhẹ nhàng anh nói mình cầm tay nghe đưa em qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào. Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức, anh muốn ta là của nhau. Anh này có thẳng không ta? Tại vì nhìn cái hình Potter nhìn nó rất là ghét mấy người đi trễ. Gặp ảnh đi trễ, về nhà đếm tiền cho anh nha. Thế nó ủi là sao trời, ổng ăn cục xé đó cho con trái khét nghẹt luôn. Nó giống hệt nhau không? Dạ, tụi con là gặp 10 người là gần như 10 người đều nói. Đúng rồi, này là có 12 người rồi đó. Đó, mặt phu thê đó, rất là phu thê luôn. Thôi giờ giới thiệu về mình đi nè. Dạ, lời tiên thì con chào cô Hồng Vân, chào chú Thuận cũng như là toàn bộ ekip của chương trình Vợ Chồng Son. Con là Nguyễn Hữu Văn, hiện tại con đang làm kinh doanh cũng như là ca sĩ tự do. Con sinh năm 99 và hiện tại là 25 tuổi. 25 tuổi, rồi vợ tên Võ đúng không? Văn Võ. Dạ con chào cô Hồng Vân và cũng như là chào chú Thuận. Con tên là Lê Ngọc Châu, hiện tại thì con năm nay 24 tuổi. Con cũng đang là ca sĩ tự do và đang kinh doanh trà sữa. Thôi giờ trước khi chúng ta tiếp tục câu chuyện thì chú đề nghị hai vợ chồng hát tặng cô Vân với chú Thuận với khán giả của Vợ Chồng Son một bài hát song ca. Tụi con thường đi hát tiệc cưới nhiều cho nên là chắc sẽ gửi cho cô chú cũng như là khán giả một ca khúc là nó về tình yêu đi ạ. Ok, rồi. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt em đã trao nụ cười. Cái nhẹ nhàng anh nói mình cầm tay nhé đưa em qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào. Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức, anh muốn ta là của nhau. Từ nay em không còn khóc, không có nước mắt đem về một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sót chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước cho dù năm tháng phai nhòa, tình ta vẫn sẽ vượt qua sao gió cuộc đời. Mãi mãi ta là của nhau. Hay quá. Rồi bây giờ lên đây là không cần phải nói là mãi mãi ta là của nhau. Rồi sao nè, cơ duyên nào mà hai vợ chồng gặp nhau nè, Văn với Châu? Cơ duyên cho hai vợ chồng con gặp nhau là nhờ đi hát năm 2022. Thì hôm đó là tụi con được book cho một show thì con có gặp anh này. Trước khi con gặp ảnh là con cũng đã thấy hình của ảnh ở trên Facebook rất là nhiều. Tại vì lúc đó là trùm show Sài Gòn. Sau thì con thấy anh này có thẳng không ta? Tại vì nhìn cái hình Potter nhìn nó gọi là photoshop quá nhiều quá. Photoshop đúng rồi, photoshop mặt lè lẹt hả? Dạ không, con lúc đó con mặc vest cái áo thun trắng ở trong thôi, nhưng mà kiểu họ photoshop sao cái mặt con giống như nữ vậy. Giống như tiết phấn. Dạ đúng rồi, trắng bạch luôn á. Cho nên nghi ngờ giới tính. Dạ đúng rồi. Rồi sao nè? Rồi sau đó thì gặp ảnh thì con rất là ghét mấy người đi trễ. Gặp ảnh đi trễ cho nên là trời sao đi show làm việc không nghiêm túc mà đi trễ. Cái là con ghim trong lòng rồi. Không ưa. Dạ không ưa. Thế còn Văn thì sao? Lần đầu tiên con làm show chung với vợ con thì vợ con thời điểm đó tẩy tóc, cho nên là tóc của vợ con nó vàng mà nó kiểu nó hơi nhìn mình coi nó hơi dơ một tí, nó hơi ăn chơi một tí. Vậy cũng không phải gu luôn. Dạ không phải gu. Và thời điểm đó là kiểu nói đi show gì mà không có nghiêm túc, không có chỉnh trang gì hết, đầu tóc thì vàng khè rồi này kia nọ. Cả hai đều không có ấn tượng tốt về nhau. Gọi vậy sao đến được với nhau? Sau cái bữa tiệc, cái show ngày hôm đó là ảnh xin Facebook con. Ủa sao kỳ vậy Văn? Ấn tượng đầu tiên thì nó không tốt. Nhưng mà kiểu trong cái lúc làm show thì kiểu bạn này nhìn cũng nói chuyện cũng dễ thương cũng mà có hết hồn giọng hát luôn của nó. Dạ có Facebook rồi chắc có lẽ là nhắn tin như là dạ của ta đúng không? Con có Facebook của vợ con thì đó là con không nhắn tin một câu nào hết, con cũng không book cuộc show nào luôn. Trời ơi con là chót lửa đầu môi vậy đó hả con? Tại vì kiểu con không biết nhưng mà con nghĩ là con cái thời điểm đó là kiểu xỉn quá rồi mình mệt trong người quá. Với lại bữa đó là một cái bữa tiệc của gia đình đó cho nên là con uống hơi nhiều. Rồi con có quê không? Dạ không, con thấy cũng bình thường tại vì con cũng không để ý ổng lắm, ai xin Facebook con cho à. Rồi. Dạ. Rồi sau đó hai đứa tiến triển sao nè? Thì 2 tháng sau tụi con mới gặp lại. Ảnh là ảnh cứ xem story Facebook con xong rồi ảnh cứ like dạo vậy đó. Nó nói trời cha nội này rảnh hay gì cứ tối ngày like. Book show thì không có. Book show là không có. Rồi chú hỏi lúc đó là hai đứa là trong tình trạng là chưa có người yêu đúng không? Dạ. Trước cái hôm mà tụi con quen nhau là tụi con có làm việc chung. Thì hôm đó tự nhiên ổng gặp con mới có một lần. Sau hôm đó ổng kêu là em về nhà đếm tiền với anh nha. Em nói ủa là sao trời, tại vì lúc đó là ảnh mới mở một quán cà phê. Ảnh kêu là em về đếm tiền với anh nha. Cha nội này giỡn vô duyên. Giỡn gì mới gặp có hai ba lần, biết người ta có bộ hay chưa mà tự nhiên kêu về nhà đính tiền. Một cái câu tỏ tình phách lối trên cái cuộc đời mà mình từng nghe. Câu tỏ tình phách lối. Câu tỏ tình phách lối về nhà đính tiền. Con làm quán cà phê acoustic về âm nhạc, cho nên là nó cũng có một cái lượng khách nhất định. Ở đâu con? Dạ ở bên Tân Phú. Bây giờ thì con chuyển theo mô hình khác rồi. Con gọi là con giỡn thôi, con chỉ giỡn thôi. Sang ngày hôm sau là tụi con làm chung thêm một cái show nữa. Xui khiến tiếng sét ái tình trúng vô cái là cái tình là ở đâu? Sét phải có cái chỗ nào mà sét chứ. Tại vì hai đứa nó không ưa nhau. Không ưa nhau thì bây giờ cái cử chỉ nào, cái hình ảnh nào hay là cái âm thanh nào mà làm cho tụi con bị sét? Ở ngoan cục sét đó cho con trái khét nghẹt luôn. Đâu? Là trên cái sân khấu ngày hôm đó ở quán cà phê tụi con diễn á, thì cái bục nó khá là cao. Thì tự nhiên bình thường là bỏ con đi lên mình trước, mà hôm đó con mặc váy nó cũng hơi vướng víu. Dạ. Xong rồi cái tự nhiên đây đưa tay đây anh dắt lên cho nó, trời đất ơi bữa nay sao thẳng rồi hả, nó thẳng trong bụng. Bữa giờ là con vẫn nghĩ ổng là dạ đúng chị, rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Xong rồi cái tự nhiên lên rồi quan tâm mình rồi kéo ghế rồi cho mình ngồi, nó thấy ít ra là cũng được, cũng dễ thương. Con là lâu quá rồi chưa có ai quan tâm giống vậy á, cho nên là con thấy thấy cũng được, cũng dễ thương, cho nên là hẹn mọi người xong cái show ngày hôm đó rủ mọi người đi chơi, đi coi phim. Mọi người mới kêu là thôi bây giờ đi nhậu đi, coi phim để hôm khác coi. Nhậu thì mọi người kêu là hai đứa có đúng phù thê quá, hay là hai bay thử quen nhau đi. Đó cũng nhậu thì sung máu đồ giỡn, hay là mình quen nhau thử nha em, xong rồi xưng anh em bạn vợ chồng, em yêu anh yêu rồi trên bàn nhậu. Bây giờ mấy đứa cưới nhau bao lâu rồi? Dạ 1 năm. Có bé nào chưa? Dạ có một bé rồi. Bé trai hay gái? Dạ bé trai, được 5 tháng tuổi. Về thì có cái tật xấu nào lòi ra không nè? Dạ có, nhiều lắm. Ảnh có một cái tật, ví dụ cái xào đồ nó ở đây, cái móc treo đồ nó nằm trên cái xào đồ, ảnh mặc cái áo vest về ảnh quăng thẳng lên cái xào đồ luôn, không máng qua cái móc. Bừa bộn, bê bối thường xuyên đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà con la tại sao anh không máng cái áo vào cái móc? Sao có như vậy mà em cứ la anh hoài, em cứ càm ràm hoài. Còn một cái nữa là ví dụ cái góc phòng của anh ở đây, ảnh để đồ ảnh bừa bộn trên cái góc của ảnh được, con lại con dọn, xong rồi con lỡ tay con để cái vọt đó sai vị trí, ảnh la con, ủa tại sao em bừa đồ trong cái góc của anh vậy, trong cái bàn làm việc của anh tại sao em bừa đồ lên chở ảnh, mà ảnh bừa thì được. Độc tài phát xít. Dạ không. Tiếp đi con. Cho con nghe anh không được quyền biện hộ. Nói giờ thì con không phải là con độc tài, mà là dạng tại vì đôi khi cái món đồ đó con nhớ cái vị trí nó nằm ở đó và con cần gấp thì con sẽ lấy liền. Đúng. Nhưng mà kiểu khi mà vợ con dời cái món nó qua chỗ khác cái con phải đi kiếm, để kiểu mình đang cần gấp mà mình phải đi kiếm cái món đồ đó thì mình cũng hơi khó chịu trong người một tí. Mong muốn của con thay đổi điều gì? Mong muốn của con. Hồi nãy nó có ghen không? Dạ ghen hả? Nếu mà ghen thì ghen mấy cái chuyện nó rất là cũ đích cũ mềm á. Là ví dụ giống như là cái chuyện đó nó xảy ra cách đây trong quá khứ của con là tầm 2-3 năm trước rồi. Hồi đó anh dạy đồ ha, vui vẻ quá ha. Hay bươi móc lại chuyện cũ. Dạ đúng rồi, đàn ông mà bươi móc. Trong khi có cái móc lại không chịu treo. Đó. Ông mong muốn điều gì? Ảnh đừng có bày bừa quá nhiều. Bây giờ tới con đó. Vợ con có một cái tính đó là hoàn hảo một cách quá mức. Giống vợ em luôn á. Gọi là rất là cầu toàn trong tất cả mọi chuyện, kể cả đi hát là tập bài phải đoạn đó, phải tắt xê, phải tu tiền sao rồi, kể cả tới chuyện chăm con là anh ơi tả con anh phải mặc bề này không được mặc bề kia. Tại vì cái tả thì nó có miếng chỗ dán chỗ hông á, cho nên là nhiều khi phải tiền là phải. Vậy là cháu chắc 4-5 đời gì của Minh Nhí nè. Vợ con ngủ khá là nhiều. Cũng nhiều là cháu tôi nè. Tối chăm con thì con cũng dậy con cho em bé bú này kia, còn vợ con thì ngủ. Xong rồi con kêu vợ ơi dậy con nó khóc nè. Ôi mệt lắm rồi, anh làm đi tới sáng em chăm, xong sáng con vẫn chăm, vợ con vẫn ngủ. Ông mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ con thì con không muốn vợ con thay đổi, tại vì đây là người mà con yêu. Tụi con là mới lấy nhau được có một năm. Ngay cái thời điểm này mà tụi con như thế này á, là một cái tín hiệu cực kỳ tích cực. Tại vì con biết thường là cái năm đầu tiên là cái năm mà hai vợ chồng dễ sinh ra những cái chuyện mà nó cãi vã nhau. Trong cái vòng năm nay mà lại có em bé, mà em bé mới có 5 tháng mà tụi con vẫn ngọt ngào say đắm về là tụi con quá hay. Số chậu của con sẽ nhiều hơn nữa. Chúc cho tiệm trà sữa ngày càng phát triển. Công việc của các con ngày càng thăng tiến. Chồng sao cái mặt giống nhau quá vậy? Ngộ ghê. Có ai nói không? Dạ có. Giống nhau quá luôn á. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Phạm Xuân Vũ, năm nay em 38 tuổi. Em quê ở Nghệ An. Hiện em sinh sống và làm việc ở Dĩ An, Bình Dương. Vũ làm nghề gì? Em làm kinh doanh. Kinh doanh bên mảng gì? Bán hàng online. Bán hàng online. Bán hàng online chuyên mảng gì? Mỹ phẩm hay là đồ ăn? Mỹ phẩm đúng không? Trời ơi, bữa nay là gặp toàn những nhân vật mà làm đẹp cho đời. Chị làm như là bây giờ đó là bán đó, làm như là kinh doanh hiệu quả lắm hay sao mà ai cũng Tại vì ai cũng có nhu cầu làm đẹp đó em. Bởi vậy đó. Hỏi như vậy để chị Dân nói đó. Ok mà em. Dạ em tên là Hồ Thị Thúy Nga. Em sinh ra và lớn ở Vũng Tàu. Em bây giờ thì hai vợ chồng em ở Dĩ An, Bình Dương. Em 35 tuổi. 35 tuổi. Dạ, công việc. Dạ em là hai vợ chồng làm chung là kinh doanh về mỹ phẩm làm đẹp. Dạ. Thường là tụi em bán trên nền tảng gì? Dạ tụi em làm ở trên TikTok rồi ở trên Facebook. Trên Facebook rồi trang Bay. Dạ. Vậy là cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Đó, kể nghe đi. Dạ là em là có một người bạn á. Bạn của em là có bồ là bạn của vợ em. Đó. Thì lần đầu gặp là lúc đó là em chờ cái bạn của em tới phòng bạn gái chơi. Thì không có bạn gái của bạn ở nhà mà chỉ có vợ em ra mở cửa. Dạ. Lần thứ hai thì ra quán cà phê. Dạ. Là vợ em lúc đó là mang cái quần đùi với kéo lót áo phông á. Dạ thì gọi là áo thun dạ. Áo thun thì em thấy tướng búp mập mạp dạ là tròn trịa với đi cái đôi giày doctor á là em thấy thích đấy. Nhưng mà cái lần đầu gặp là không thích, có thích cái lần đầu mà vô phòng á đưa dạ có lúc đời lần đầu gặp em vào thấy sao bữa này có ai xinh gái thế búp quá dạ búp mà xinh gái. Thế còn em thì sao, lần đầu gặp em đó là hồi trước em ở trên Dĩ An nhưng sau này em về quê, xong thì em có một người bạn ở Dĩ An á kêu là lên đó chơi, thì cái bạn đó bạn rủ em lên chơi, thì em lên chơi xong rồi ở trong phòng trọ của bạn á, thì xong rồi chồng em á là bạn của người yêu của bạn đó, xong rồi chiều đó là em thấy bạn anh này nè, anh chở bồ của bạn kia tới, nhưng mà bữa đó là bạn đó đi ra ngoài nên em ra mở cửa thì gặp cái anh này, nói chung là không có ấn tượng gì hết, thấy ôm nhòm nhách à. Nhòm nhách luôn. Không có ấn tượng sao lần thứ hai đi uống cà phê với người ta? Là đi chung luôn. Đi theo với nhỏ bạn. Đúng rồi, em với nhỏ bạn em, còn anh này đi chung với ông kia. Đi với anh kia đúng rồi. Trời mắt mới vậy, mặt sọt chi làm cho thấy đúng. Tại không nghĩ gì chứ đúng không? Không, cái đó chắc là định mệnh rồi. Dạ. Bữa đó mà nếu mà em mặc đồ mà kính cổng cao tường đúng không? Là chưa chắc giọng để ý. Phải không Vũ? Không là nói là cái hôm đầu tiên em xuống mở cửa là thấy thích em rồi. Không mở cửa không xuống mở cửa là thấy thích rồi. Đúng là nãy nói đó, lần đầu tiên muốn mở cửa là nhìn thấy cái dáng múp là làm muốn tới luôn rồi đó. Đúng không? Và sau đó cái cua cô ấy thì sao? Sau cái bữa cà phê đó. Đó. Chắc chắn là Vũ phải cua rồi. Dạ có. Là sau đó là tuần sau á là đi chơi. Đi chơi hát karaoke, bữa đó hát karaoke, mọi người đi hát karaoke thì về thì mệt á, em mới có nhắn tin hỏi thăm là em có mệt không, có ăn gì không để anh mua tới. Dạ. Thì sao rồi, cô nói sao? Cô nói mệt quá nghỉ không có ăn. Không ăn uống gì đúng không? Dạ. Vậy chắc là từ chối khéo đó. Dạ. Em sao cái hôm karaoke về đã thấm đòn chưa? Chưa thấm luôn. Cũng chưa thích ổng đúng không? Chưa. Nói chung á là tại lúc em cũng không có bồ nên kiểu như thì nhắn tin qua lại kiểu như bạn bè rồi này nọ. Chứ nói chung là cũng chưa có gì. Nhưng mà thấy ông nhắn tin ông quan tâm mình vậy thì cũng có, cũng hơi vui vui một xíu. Vui vui, dạ đúng rồi. Mà bao lâu mới gãy đổ? Cây bắt đầu ngã rạp nhanh xuống. Là nhắn tin qua lại chắc cũng 2 tháng á. Xong rồi cũng nói chung là cũng nhắn tin quan tâm vậy thôi chứ cũng không có phải là nói là yêu đương gì hết trơn. Dạ thì ngày hôm đó là em đi chơi với một người bạn của em ở quận 9, thì cái bạn đó là đi với bồ bạn đó, thì có em với một bạn nữa là 3 đứa con gái đi chung với một người con trai. Đi chơi thì em xuống quận 9 chơi xong rồi đến tối, tại vì đi ăn xong đi hát karaoke, xong rồi đến lúc đó tầm chắc 12 giờ á thì anh này mới hỏi em á là ủa sao giờ chưa về nữa, đi xuống đón về. Thì có nghĩa là đi ăn với bạn em mà vừa mới vô quán karaoke luôn, anh chạy xuống quận 9, tức là em ở Dĩ An, anh chạy xuống quận 9, anh chạy xuống cái anh kêu đi về, em mới nói giờ mới vô hát karaoke thì vô chơi tụi nó xíu về, cái này anh giận cái anh chạy về. Chưa là gì mà cũng giận luôn vậy? Ý là cũng hơi thích người ta thôi mà giận vậy đó. Xong rồi giận rồi bỏ chạy về, xong rồi nhắn tin rồi giận hờn rồi trách móc đồ, xong rồi cái em phải bắt xe về, em phải bắt taxi về. Thì anh này lúc đó là anh ở trong cái quán cà phê cũng một người quen á, mà lúc đó là khuya rồi, người ta khóa cổng, người ta đi ngủ rồi. Cái là em về lúc đó là cũng gần 1 giờ sáng rồi, thì em mới gọi điện cho anh này là em về ở ngoài này rồi. Ảnh ra, ảnh leo hàng rào, tức là cái cổng người ta khóa, anh leo hàng rào, ảnh nhảy xuống làm sao mà cái tay anh móc vô á, móc cái tay vào đứt cái gân này rồi. Mà lúc đó nha, đi xong đúng không? Máu mà lúc đó em không biết luôn, bắt đầu giấu cái tay sau vậy nè. Thì bắt đầu hai đứa đi bộ tàn tàn về phòng trọ, tức là chỗ đó đến chỗ phòng trọ của nhỏ bạn em là chắc cũng gần cây số á. Rồi xuống em không biết gì luôn, cái xong cái đi về tới, cái xong cái người bạn của ảnh mới ra mới thấy là cái máu nhỏ ở sau. Trời ơi, em đưa tay lên vậy nè, trời ơi, em hết hồn luôn. Xong rồi kêu đi may, không chịu đi may nha. Lúc đó là sau đứt cái gân mà không thấy đau, không biết là cái sự ghen tuông đến cỡ nào mà mới thích người ta có bao nhiêu ngày đâu mà làm cái thái độ gì mà ghê gớm. Dẫu sau này đưa ra cái tay máu, trời ơi chảy tràn lan luôn, kêu đi may không đi may. Xong rồi em phải mời cái anh bạn của ảnh này, phải gọi cho cái anh đó, xong rồi ảnh phải hốt đưa đi may. Chứng bây tỏ giờ bản lĩnh mạnh mẽ. Vẫn còn cái thẹo luôn, bây giờ phải xăm cái con nhện nhện lên. Dạ, đúng rồi, để che cái thẹo lại. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao không xăm hình Doraemon mà xăm mình cũng nhện hả? Hoặc xăm mình cái hàng rào. Chắc người phải xăm cái hàng rào để làm kỷ niệm luôn á. Sao đài đèn trên hàng rào có con nhện. Cái sức mạnh của cái sự mà mê gái đó em. Bất cần thân thể luôn. Trời ơi, gân đứt ặc ặc không cảm nhận luôn mà không thấy đau luôn. Trời ơi thiệt sự. Chị bữa đó đi có cây số đó, đi thêm cây nữa dám ốc lật ngang chắc té xỉu luôn. Máu. Dạ đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà bữa đó có thấy xê sẩm không? Thấy cũng trong chóng mặt rồi đó. Chứ sao? Máu đổ. Máu nó chảy nhiều quá mà tại vì lúc đó là khuya rồi cũng không có. Ủa nhưng mà nếu như không có cái anh gì đó phát hiện là em cũng không biết luôn đúng không? Tức là lúc em tới phòng trọ là các bạn đang phát hiện. Nhưng mà không có phát hiện, lúc đó em không biết luôn, không biết luôn. Về tới phòng trọ thì mở cửa phòng ra mới có điện sáng, thì giấu cái tay sau lưng vậy nè, xong rồi bắt đầu cái em thấy nhỏ máu xuống, cái xong em chụp cái tay ra giật lại, cái coi ra em nói trời ơi chết rồi, máu quá trời trời, như vậy sao thôi tôi đi ra bệnh viện coi coi sao mà không đi, không đi nhờ cái anh kia, không định anh vạ hốt cái anh này đi. Đúng rồi em phải nhờ cái anh bạn kia, anh vạ đó, định anh vạ mà nguy hiểm mà không nghĩ là đứt gân, lúc đó nghĩ chỉ chày tay mà ra sau phải may một giờ còn một cái hẹo dài cỡ này. Thấy nhọn rạc mình thấy cái gân này. Ghê quá. Nhưng mà lúc đó chắc thấy mặt ổng trắng rồi đúng không? Trời lúc đó cũng trời ơi ổng mặt ổng tái manh tái mét luôn rồi á. Mà lúc đó mà chồng em ngày xưa lúc mới quen em là ốm, ốm nhách à, là lấy em về em nuôi là mới mập mạp như vậy đây. Ngày xưa có 50 kg à. Mà đã vậy máu nó còn máu đổ như vậy nữa là mặt xanh lét luôn. Cũng may không em xỉu rồi. Sự cố đó xong bữa đó chắc yêu thương. Đúng rồi, đúng là sau lúc đó là mới nhận làm người yêu. Dạ, lúc đó thì mình thấy là thấy tội nghiệp quá, xong rồi cái lúc đó sau ngày hôm đó, hồi trước là chị cũng nhắn tin qua lại thôi chứ cũng không có nói là chuyện yêu đương gì. Cái sau hôm đó xong thì thấy. Nhưng mà nó nghe nè, đi mai rồi sáng mới về hay là về liền? Không, đi mai xong về liền luôn, lỡ phòng trọ đó luôn. Lỡ phòng trọ với em luôn? Không, ở phòng trọ đó là có bạn nhỏ bạn em nữa đó, là em lên ở chung với nhỏ bạn em, lỡ chung ở đó luôn. Đúng không? Dạ. Chắc đêm đó chắc hai đứa đâu có ngủ được đúng không? Hôm nay em cũng không nhớ nữa tại vì nó cũng hơi lâu. Rồi, là sau đó là gì? Dạ, mười mấy năm rồi. 12, 13 năm. Nhưng mà sau đêm đó là có thường xuyên tới lui tới phòng trọ của cô ấy không? Thường xuyên tới luôn, lúc đó là ở lại không? Dạ. Lén ở lại. Có. Mà nhất là đợi khi nhỏ bạn kia điên cái là ở lại luôn. Không, có ở lại mà ngủ chung. Có là ngủ chung luôn. Ngủ trong bàn kia ngủ luôn, bàn của em cũng ngủ đó luôn. Rồi cái nụ hôn đầu tiên là nó bắt đầu từ sau cái hôn đứt gân nữa lắm. Bao lâu? Cái đồ hôn đó là lúc đi chơi á. Đi chơi em có chứ không phải hôn trong nhà trọ. Không, hôn lén, em hôn lén. Đi chơi đâu? Kiểu đi chơi về xong rồi em xuống xe chạy về là anh chạy tới anh hôn em cái. Hôn cái đó mà cũng bất ngờ. Hôn lén, đúng rồi, hôn má. Không, anh hỏi thẳng vô vấn đề. Đớp môi. Đớp môi lúc nào cũng không nhớ, đớp môi chắc sâu lâu lắm luôn á, em không có cho hôn môi đâu. Hình như là 5-6 tháng á. Lâu lắm là hôn môi. Có nghĩa là ngủ chung nhưng mà vẫn không hôn môi luôn. Không hôn môi luôn. Bà giữ đúng không? Giữ lắm. Mà có đụng chạm gì bà không? Bà gạt ra đúng không? Gạt không cho anh ơi. Thường không có cho. Rồi sao mà cho hôn môi vậy? Nhớ không Vũ? Thì lúc đó chắc hai đứa ở về với nhau. Lúc đó là tụi em về chung với nhau rồi. Lúc đó là em với vợ em là sống từ phòng riêng. Hai người. Nhỏ bạn đâu? Tại vì sau đó ở với bồ nó. Ở với bồ nó. Tại vì nó ở với bồ nó thì em phải ra riêng. Em sợ ma. Em đúng em sợ ma thiệt luôn. Đúng chính xác em sợ ma thiệt luôn. Rồi ông này mới biết em sợ ma, ổng về ổng ở chung đúng không? Dạ. Như vậy là hai đứa là có sống thử với nhau trước. Dạ đúng rồi, dạ có. Bao lâu thì chính thức là đi về một nhà? Từ lúc em qua nhau chắc cũng khoảng 1 năm. Mà gia đình có biết không? Sống thử thì không có biết. Nói chung là quen nhau thì gia đình biết, nhưng mà cũng không có biết là sống thử. Nhưng mà gia đình em thì rất là thương chồng em luôn. Tại chồng em khá là hiền với lại thương em nữa. Nên ba mẹ rất là thương. Dạ. Coi như giấu cha mẹ chuyện sống thử đúng không? Dạ đúng rồi. Bữa nay biết hết rồi. Dạ. Xong phát cho bị lộ biết hết rồi. Dạ. Em nghĩ là tôi không muốn hỏi đâu, nhưng mà tại vì tới chỗ này rồi phải hỏi thôi. Tôi nghĩ là cái ngày đầu tiên sống thử là là đêm đó là như là tới luôn đó đúng không? Không. Đâu. Chưa luôn. Là bà vẫn không cho luôn. Không cho luôn. Ủa không cho sao cho ta vô ở chung? Là 4 tháng luôn á. Ở chung ngủ chung thôi nhưng mà không có cho đụng chạm gì hết, không có cho cái này cái kia đâu. Trời ơi vậy là 4 tháng là không có ngủ ngày được đúng không? Không ngủ ngày, không ngủ. Nói chung em ngày xưa em nghĩ là mình nói là phải để cho chồng mình kiểu vậy á. Xong rồi ở chung, xong rồi ở chung thì cũng ngủ chung rồi ôm nhau ôm nhau đồ này nọ vậy thôi, nhưng mà cái kia là không có cho. Nhưng mà là không lẽ suốt cái thời gian ở trong nhà trọ là không cho luôn hả? Không, sau này có một cái sự cố xảy ra thì mới cho. Là tình nguyện. Lý do gì? Có nghĩa là chồng em á, ở ngoài quê thường thường như nè, lúc mà em với chồng em quen nhau là chỉ mới có là người yêu thôi, chưa có là vợ chồng. Mà bạn chồng em thì cứ nói chồng em vậy nè, nói là nó không có thương mày đâu, nó thương mày gì mà nó không cho mày. Trời ơi, bồ tao quen có mấy ngày thôi là đã này nọ rồi, còn hả, bây giờ quen nhau gần cả năm trời nó không cho. Trời ơi, nó không có thương mày đâu, là cứ nói vậy với chồng em á. Dạ. Xong rồi cứ khích xong rồi là lúc đó chồng em có một cái sự cố xảy ra là chồng em vì bảo vệ em mà xém đánh nhau với bạn luôn. Ừ. Tức là thường thường là mấy người mà ở quê bạn chồng em là kiểu như hay binh bạn lắm, có nghĩa là lúc nào cũng phải binh bạn chứ bồ thì không có con này có con khác. Ừ. Kiểu như là bạn là phải lúc nào cũng phải binh nhau đồ này nọ. Nhưng mà sau này chồng em, nói chung là chồng em thì không có như vậy, chồng em thì rất là lúc chính mới quen nhau thôi nhưng mà chồng em thì rất là bảo vệ em luôn. Ừ. Xong rồi chồng em đã cãi nhau, xong rồi xém nó đánh nhau luôn. Cái sau đó em cảm thấy là xúc động quá, mình cảm thấy chồng mình khác với những người khác, tại vì đã mới có quen nhau mà đứng là bảo vệ mình như vậy á. Thì sau đó em tình nguyện. Chồng em hoảng hồn chị, chồng em ý là suy nghĩ là tại sao lại như vậy, bất ngờ lúc đó không em có ý chủ động. Không, cũng không có chủ động đâu. Để hỏi bữa đó nó nói em sao? Thì tức là về ông phòng thì con trai và con gái là anh biết rồi, con trai và con gái lúc nào mình cũng chủ động đòi, nhưng mà tại thấy em nằm im, còn bình thường đòi là em nấu cho em hết ra liền. Bị hết liền à? Bữa hôm nay sao nằm im re? Em ra lại làm gì làm cũng tấy ma tấy máy gì đó mà thấy im ru luôn. Là sau cái bữa cái buổi mà suýt đánh nhau với bạn đúng không? Sau bữa đó vô thấy mà làm im ra liền. Đó là dính luôn. Chưa sao giờ. Dạ. Sau đó bắt đầu mới cưới. Bữa xong rồi có sự cố xảy ra không? Gieo mầm nhân quả. Mấy tháng sau anh ha. Tầm 2-3 tháng sau á. 3 tháng sau là có bầu. Đêm nào cũng đêm nào cũng đụng chạm luôn đúng không? Đúng rồi, đêm nào cũng đụng chạm luôn á. Kiểu như là ý là ông nào cũng đã suy nghĩ là trời là trời, bây giờ em có thể tưởng tượng là ông nghĩ là ngày mai không còn được như vậy nữa hay sao? Nhiều luôn anh. Sao? Nhiều. Liên tục 7-8 lần đó. Trời ơi. Nói chung là không có kiểu sợ như hôm nay và không làm chắc ngày mai bị khác nó vô nốt cái gì. Như là một đêm là hì hục là liên tục luôn. Cày liên tục. Trời ơi, như vậy là chắc chắn là phải đơm qua kết trái lạ luôn. Dạ. Là mấy tháng sau là có bầu luôn. Là bác sĩ báo cưới. Dạ, bác sĩ báo cưới mà trời ơi, nhà em á là em bên đạo. Ừ. Em bên đạo mà chồng em là bên lương, xong rồi á đùng một cái có bầu là phải kiểu như cứ chạy á. Ừ. Em có bầu xong rồi phát hiện là lúc ở trên này là được 3 tháng rồi. Rồi tết tình tật hai vợ chồng phải lo là thủ tục ở trên này trước, tại vì phải vừa làm thủ tục đám cưới rồi vừa phải đi học đạo nữa. Ừ. Tại vì ở dưới quê nhà em như là gia đình em mà chưa có làm phép cưới cho nhà thờ là đâu có cha mẹ cũng không có đi đám cưới được luôn. Là hai chồng em phải lăn xăng làm ở trên này, thì làm trên này xong lúc đó là bầu được hơn 3 tháng. Bụng rồi to chưa? Lúc đó chưa to, đến lúc cưới dưới quê mới to. Lúc cưới trên này là bầu hơn 3 tháng mà đám cưới trên này chỉ có 2 người chị gái của em đi thôi à. Coi như là cô dì chú bác rồi ba mẹ không đi được. Không được đi. Tại vì chưa làm phép cưới á. Tức là mình chưa có làm phép cưới trong nhà thờ, là kiểu như mình chưa được hợp thức hóa là không được đi, đi là sẽ có tội. Rồi xong chỉ có 2 người chị gái đi à. Cũng tuổi thân nên là tuổi thân luôn. Mà lúc đó cũng nói chung là lúc đó cũng đang còn hai vợ chồng kinh tế cũng không có nữa, nói chung là rất là vất vả. Rồi anh hỏi nè, cái lúc phát hiện ra có em bé thì cái cảm xúc của em như thế nào và cái phản ứng của em ra sao? Em thì cũng hơi hoang mang một tí xíu. Kiểu như là ở dưới nhà em, ba mẹ em thì cũng cứ hối em lấy chồng, mà xong bên nội thì cũng vậy. Cái lúc mà quen nhau thì ông nội cứ nói chứ sao không để cho nó có bầu đi để cưới, kiểu tại vì nôn cháu á. Tại vì ở nhà chồng em lúc đó là có 3 anh em, nhưng mà lúc đó chưa có ai có em bé. Dạ. Nên nôn cháu lắm. Xong rồi em thì cũng hơi hoang mang, nhưng mà tại vì lúc đó cũng xác định rồi. Hai đứa ở với nhau thì cũng hai chồng cũng thương nhau, xác định rồi nên lúc đó thì lo cái khâu sau thôi, cái khâu mà mình cưới hỏi đồ này nọ để hợp thức hóa thôi. Chứ cũng không có phải là quá lo lắng. Còn bây giờ mấy đứa rồi, 2 đứa, ba đứa rồi. Dạ. 2 trai 1 gái. Đứa đầu tiên là con trai, thứ 2 con trai luôn nè, thứ 3 là con gái. Dạ. Dạ, may mắn lắm luôn, thật sự rất là may mắn luôn. Em thấy có nhiều con là em thích rồi. Nhưng mà đẻ con ra thấy công việc làm ăn phát triển đúng không? Dạ, đẻ 2 bé thì tụi em cố gắng làm, và bé sau này á, bé cuối cùng á thì công việc của em phát triển rất là nhiều luôn. Bé gái đúng không? Dạ, bé gái. Bé gái tên gì? Dạ, tên Bối Bối. Bối Bối phải là cái kênh mà con bé Bối Bối thiệt là dễ thương á, đúng không? Dạ. Không, trên mạng, trên TikTok có hai bé bối bối nha. À, bối bối An Nhiên, nó là bối bối lớn. Bối bối An Nhiên lớn, bối bối nhỏ. Dạ, bối bối nhỏ nè. Xinh quá, dễ thương luôn. Bé nó quá dễ thương luôn. Hôm nay có dẫn bạn này không? Dạ không. Có bạn đó mời lên sân khấu nữa mới vui. Dạ. Hồi nãy cũng xin đi dữ lắm mà, tại vì mẹ bị mệt á, hồi nãy em cũng bị mệt, xong rồi nói thôi bữa sau đi, hồi nãy giờ gọi điện quá trời luôn. Cưng quá cưng. Rồi, bây giờ 11 năm. 12 năm yêu nhau và cưới nhau. Dạ. Thì sao bây giờ tới cái phần khui tật xấu đó? Chắc quên luôn hả? Có nhớ không? Nhớ nữa. Xấu chứ, có chứ. Trời, chắc nôn nao đến cái phần này lắm đúng không? Em á là đầu tiên á, chồng em á, em gặp chồng em á, xong chồng em ít nói lạnh lùng. Trời ơi, kiểu như Lee Min Ho, mình kiểu những người đàn ông mà lạnh lùng ít nói là mình thích lắm. Rồi với chồng em thì ra ngoài thì thật ít nói thật, nhưng ở nhà là thôi. Hai chồng họ nói, hai chồng nói hoài tối nhiều lúc hai chồng đi ngủ là phải nói là thôi ngưng ở đây nha, ngưng ở đây để đi ngủ, chứ mà hai chồng nói hoài là đến sáng luôn khỏi ngủ. Dạ. Rồi ghiền game nữa, trời ơi ghiền game lắm mà. Game ghiền nói nè. Dạ, ghiền game nè. Ghiền game. Có ghiền con không? Dạ có ghiền con, nhưng mà ghiền game trời ơi em đập mấy cái điện thoại luôn. Đập mấy cái điện thoại của em thôi. Ghiền đập game mà đến nỗi mà bánh cái này nè, không biết bánh cái này là cái gì mà có con gái trong đó nữa, BOBG gì đó, mà bánh là có trực tuyến, tức là hẹn nhau là chiều nay 5 giờ nha, chiều nay 6 giờ nha. Dạ. Đúng rồi. Xong rồi em bình thường đang bánh kem đi nghe, em nghe đứa nào hát ở trong đó. Trời ơi, giọng đứa con gái đang hát chắc là mẫu luôn. Ý như là hát cho nhau nghe hay gì, tự nhiên cái trên điện tử mà có nhỏ ngồi đang đó hát. Trời ơi. Rồi em nói không chơi nữa mà vẫn chơi nha. Vẫn chơi là núp, không núp. Trời ơi, đập chơi quá trời lần luôn mà em đập mấy cái điện thoại luôn. Đầu tiên là em đập dốt thôi, tức là em đập để sửa, tức là ví dụ đập để hư màn hình thôi là để sửa. Mà cái cuối cùng điện thoại mới là em quyết định, em nói là bây giờ là 35 triệu với cái game này thì em sẽ xác định bỏ 35 triệu luôn. Em đập một cái, đập lên xong rồi chưa được cầm lên, đập xuống, đập một xíu rồi gọi là không còn một cái miếng nào để cứu chữa nó luôn. Chị với em mướn nhà cái bên để chuẩn bị đập mình hứng đó qua cạn đó cho chị. Là sau lúc đó là bỏ luôn đến giờ. Nhưng mà khi mà em đập điện thoại thì anh ấy có phản ứng gì không? Ngồi nhìn. Chứ không quát, không chạy không quát, chắc lúc cũng biết sai. Tại trời ơi, mà ghiền lắm. Ghiền bánh liên tục luôn. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ thì hết rồi. Bây giờ bỏ rồi, sau lúc đó luôn. Nếu mà chơi là mất điện thoại. Chắc là cũng tiếc tiền. Tiếc tiền lắm. Rồi sao nữa, còn gì nữa không? Nói chung là bây giờ thì cũng đỡ rất là nhiều rồi. Ảnh sao? Đúng rồi. Em cái tính của em là em muốn làm cái gì là làm nhanh. Ví dụ như cái việc này nè, em nói anh ơi chuẩn bị làm cái này nè, làm nhanh là nhưng mà để đó không bao giờ làm. Ví dụ như anh nói anh ơi anh chuẩn bị làm cái này nha, đang cần gấp nha, là để đó anh làm cho, xong em vô là im luôn, không có làm luôn. Không có làm luôn. Với lại em á, dạ hứa nhưng mà không có làm. Không phải là không làm nhưng mà để chậm, cái nào mà một việc mà nhắc đi 5 lần 7 lần mới làm, chứ không bao giờ mà nói anh ơi làm nha, anh nói để anh làm cho, rồi xong là không làm luôn. Có khi nào mà hứa mà quên luôn không? Có, nhiều lắm. Đó, hứa là xong rồi không ý là lúc đó mình không làm, xong rồi lúc đó làm việc khác nó lại quên cái việc đó đi. Đầu tiên mình nghĩ là cái đó để tí nữa làm, nhưng xong rồi cứ quên luôn. Đó, với lại em á là cái tính em á là em muốn làm gì là làm liền. Ví dụ như em muốn là anh ơi thiết kế cái này thiết kế cái kia, sửa này sửa kia là bác bỏ. Ví dụ như em nói anh ơi em muốn làm nhà mình, em muốn làm cái sân thượng này cho đẹp nè, thôi đừng có làm chi mất công này kia nọ. Là cũng làm, nhưng mà mọi việc nói ra đầu tiên là sẽ bàn ra cái đã, nhưng mà em nói đi nói lại là cũng sẽ làm xong được khen. Trời ơi làm xong sao nó đẹp quá ha. Rồi xong rồi vậy đó, rồi sao em nói cái phòng mình phải làm như vậy chứ, trời ơi thôi làm gì tốn này rườm rà nó. Xong rồi làm xong làm đẹp quá ha, em thấy anh thấy làm đẹp chứ ha. Nhưng mà đầu tiên nói là phải bàn ra cái đã, thành thói quen luôn rồi, thành cái thói quen luôn vậy đó. Bây giờ mong muốn không thay đổi điều gì? Mong muốn lãng mạn nữa nha, không hề lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Trời ơi thiệt á, mà em á là em rất là thích lãng mạn. Em là ví dụ đến ngày sinh nhật chồng em là em phải lén lút nha, mua này mua kia về rồi mà tạo bất ngờ. Không có bao giờ mà cho biết trước đâu, cái gì cũng phải giữ đến phút chót luôn. Nhưng mà em không thấy bất ngờ gì, chưa gì bất ngờ gì. Chồng em có tính như vậy, em thích cái gì là cứ cầm tiền đi mua. Nhưng mà không có, bây giờ em đâu có thích vậy đâu. Phụ nữ mà, một cái nhỏ thôi cũng được, nhưng mà là bất ngờ, là mình đúng rồi. Bây giờ mong muốn cái gì nhất? Mong muốn là chồng em sẽ lãng mạn hơn, xong rồi những cái việc gì mà mình cần làm thì sẽ làm liền đó, chứ mình đừng có chần chừ những lúc này lại bị dở việc đi. Còn những thứ khác thì em cũng không cần gì hết, tại vì chồng em cũng khá là tuyệt vời trong mắt em. Rồi nhanh nhẹn và lãng mạn. Rồi thời em tới rồi đó. Không chị không cản luôn đó, em nói đi. Để mình đoán nghe, trước tiên đó là nóng tính đúng không? Đúng rồi. Tại vì căn cứ vào cái việc bà đập điện thoại đó. Nóng tính lắm. Em có từng bị chưa? Chưa. Sao chị thấy em có vẻ đồng cảm vậy? Không có. Tại em đó giờ em đâu có chơi game, không có mê mạng luôn nữa. bây giờ không mê luôn đó. Sao nè? Rất là nóng tính, thích, rất là thích sạch sẽ gọn gàng nhưng mà lại bừa bộn. Sao mâu thuẫn vậy? Đi về là đồ dục lung tung, dục dày, dục lung tung, em phải dọn hết, gì em cũng phải dọn. Mà sắp xếp không ngăn nắp là bà la. Đúng rồi, sao đây không ngăn nắp là la. Thích gọn gàng nhưng mà không có làm. Con người thích sạch sẽ nhưng bản thân bừa bộn. Đúng không? Dạ. Em là muốn sạch nhưng mà em muốn làm, em thích có người làm giùm em, nhưng nhà em lúc nào cũng phải sạch tưng hết. Nhưng mà gọn gàng nhưng mà kiểu như em lười làm á. Em gọn gàng nhưng lười làm. Lười làm. Thích gọn gàng nhưng lười làm. Đó cũng là một tật xấu. Mới hay giận. Hay giận lắm hả? Hay giận. Mỗi lần giận lâu không? Mỗi lần giận là em phải đi xin lỗi năn nỉ không à? Chắc là 2 ngày. Ý anh năn nó lại lâu không á? 2 ngày. 2 ngày cả. Năn nỉ 2 ngày mới thôi. Dỗ ba bằng cách nào? Ngoài xin lỗi ra thì dỗ ba bằng cách nào? Dỗ thì chờ đi ăn. Chờ đi ăn? Dạ, chờ đi ăn. Ăn gì anh chưa đưa đi ăn. Ăn ba ăn đồ ngon đúng không? Dạ đúng rồi. Thì ở xa đâu cũng đi hết á. Ăn ở đâu cũng chờ đi. Có hay ăn hiếp em không? Ăn hiếp hoài. Ra ngoài ai cũng bảo em ăn hiếp mà sợ vợ. Sợ vợ. Nhưng mà em nghe người ta nói em sợ vợ, em có bị tổn thương không? Không, không, em bình thường. Em còn nói với mấy bạn là lúc nào mà em sợ vợ của bạn á, cái đó thế mới là lo. Còn em sợ vợ của em là không có gì. Đúng rồi, vợ tôi thương, mình thương mà. Vợ tôi sợ. Dạ, vợ tôi sợ, đâu phải sợ vợ của bạn đâu mà lo. Anh có làm cái phim đó. Vợ tôi sợ. Tôi đâu có sợ vợ bạn người ta, tôi đâu. Dạ rồi, dạ. Rồi có hay nạt chồng không? Hay la chồng trước mặt người ta không? Trước mặt thì không có la, về nhà mới la. Dạ, trước mặt không la. Thì, có la trước mặt bối không? Có, bối nó giận luôn. Bối giận á. Trời ơi, bữa trước là đi hai chồng đi với nhau, gây nhậu em hạt đó, em vừa la lên cái nói mẹ tại sao mày lại như vậy? Mày không được la ba của con. Tại sao mày la ba của con vậy? Bây giờ trước mặt bố mày la là nó nạt em liền luôn, nó không có cho luôn á. Đúng rồi. Bố nó bảo vệ ba nó dữ lắm. Không có được đâu. Bảo bối của ba mà. Của ba, bảo bối mà. Rồi sao nữa? Thì hãy dần hơn nè. Anh mua đồ ăn về mà em đùa tí bảo anh đi không nó nguội á, anh đi không rồi lại cũng giận, nói vậy cũng giận luôn, không ăn không ăn nữa, đi dễ tổn thương quá vậy, dễ giận lắm. Rồi ở nhà công việc nhà ở nhà ai làm? Em làm hết. Không có giúp việc, ví dụ chỉ dọn cái phòng của em thôi. Giờ có giúp việc rồi. Mà hồi trước chưa có giúp việc thì sao? Hồi trước thì em làm, em hốt hết luôn, trừ giúp việc đẩy thôi, còn bình thường chơi hết. Dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con này rất là em hết luôn. Không, ý là vợ em nấu ăn ngon nhưng mà ít nấu thôi, nhưng mà nấu ăn thì ngon lắm. Rồi em ước đi, em ước giờ em thay đổi cái gì đi. Thì vợ em thì rất là tốt tính, thương người. Không cần phải nói điều đó. Em không muốn nói được, phải giúp bạn một. Em thay đổi, em không muốn thay đổi gì, chỉ có vấn đề là ăn á. Vợ em buổi sáng ngủ dậy muộn á, nhiều khi bảo tại vì tối thức khuya làm việc rồi á, sáng dậy thì em cũng muốn vợ là ăn để cho khỏe mà không chịu ăn, để đến trưa nói để trưa ăn, để trưa mệt luôn, để đói quá, đói liệt luôn, lúc đó là đâu có muốn ăn nữa. Cái đó là không được, không được. Tại sao vậy, em sợ mập hay sao? Không, tại vì em tối em làm việc đến trễ, đến ngày mai dậy là 9h30 mới dậy. Dậy xong rồi nó bị dở bữa, sáng 9h30 dậy thì xong ra khỏi nhà là hơn 10 giờ rồi, mà giờ ăn sáng thì cũng không xong, ăn trưa thì nó cũng lỡ dở thì nó phải đợi tí nữa ăn luôn. Chứ sáng nào cũng cãi nhau vì gì cái vụ mà đi ăn. Vì tối cái bị lỡ dở, người ta bán đồ ăn sáng người ta cũng nghỉ giờ đó rồi. Mà chồng em có bắt em phải ăn cho bằng được, em nói thôi để tí trưa nữa để ăn luôn. Xong kiểu cũng sợ vợ mệt, xong rồi cứ nói chung là cứ gây nhau cái chuyện nhỏ nhỏ không à. Thí dụ như ở nhà mà giặt đồ mà cái máy giặt nó bị hư thì sao? Thì em phải giặt tay. Trời ơi, giặt mấy tháng trời luôn. Cái năm đó là 5 năm dịch, em giặt 3 tháng trời luôn. Đợt dịch đó, dạ tự nhiên vào dịch, cái là máy giặt bị hư luôn, đâu có kêu thợ sửa được đâu. Không kêu được, tại lúc đó là với em nó đóng băng hết, không đi ra được khỏi nhà mà. Rồi em giặt tay hết luôn. Giặt tay hết luôn, em giặt thâu bùi chìa bá. Trời đất ơi, giặt tay á. Nhưng mà vui là ông bà cha mẹ mình giặt cả đời. Không có cái gì hết, ngoại trừ khi nào mà bận bịu quá, không có đủ sức nữa thì đáng thương. Nguyên cái đợt dịch ăn ở không, giặt đúng rồi hả? Thể dục, tập thể dục, đúng rồi. Cái gì mà phải cắt cắt cái miệng hết trơn á. Tại vì em không thích giặt tay, em giặt tay nó hư cái tay em hết. Thành ra là em sợ lắm, em không có giặt tay. Quá trời quá đất. Hư cái bàn tay. Người ta hạnh phúc với công việc của người ta. Đúng rồi, thấy vui lắm. Em làm mình thấy vui. Thấy hai vợ chồng chia sẻ những cái điều mà anh cảm nhận được. Mặc dù là đó có những cái tật xấu này kia, nhưng mà thấy nó dễ thương, những tật xấu rất là đáng yêu. Quá là dễ thương. Em về em coi cái bối là em biết là cái cặp hạnh phúc cỡ nào. Đúng rồi. Rõ ràng là các bạn để có được hạnh phúc này là do các bạn lựa chọn. Đúng, đơn giản thôi, hạnh phúc là lựa chọn. Em không nói không dừng được. Đúng không chị? Đúng không? Em phải nói. Chúc mừng các bạn đã tìm được nhau. Dạ. Hạnh phúc là lựa chọn. Đó, đúng rồi. Xin cảm ơn hai bạn đã đến đây chia sẻ câu chuyện nha. Dạ,